Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Lâm Đồng điều chỉnh lại cơ cấu cây trồng để tăng giá trị sản xuất khoảng 5,2%, đạt giá trị thu nhập bình quân 180 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Triển khai dự án hợp tác phát triển vùng cảnh quan cà phê bền vững tại huyện Di Linh. Hiệu quả từ mô hình sản xuất sạch biến những vùng đất cát bạc màu thành những vườn rau xanh mướt. Chuyện nhà nông, du lịch canh nông thu hút du khách đến với thành phố ngàn hoa, góp phần tăng trưởng du lịch. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Thưa quý bà con, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, giải pháp trọng tâm đến năm 2019 của toàn ngành nông nghiệp Lâm Đồng là điều chỉnh lại cơ cấu cây trồng để tăng giá trị sản xuất khoảng 5,2%, đạt giá trị thu nhập bình quân 180 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Bởi vậy, toàn ngành đặt mục tiêu chuyển đổi 1.600 hecta đất trồng cây điều kém hiệu quả cùng 550 hecta lúa một vụ để chuyển sang các cây trồng khác phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khả năng tưới tiêu, mang về năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Đặc biệt, ngành nông nghiệp Lâm Đồng thông qua chỉ tiêu đạt được đến cuối năm 2019 đối với hai loại cây trồng chủ lực rau hoa trên địa bàn lần lượt diện tích và năng suất là 67.440 hecta với 2,4 triệu tấn và 8.890 hecta với gần 3,4 tỷ cành. Và giải pháp trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu này là tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất, trong đó chú trọng hỗ trợ sử dụng các giống rau, hoa, chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bản quyền. Ngoài ra, theo cơ cấu cây trồng được điều chỉnh đến cuối năm 2019, cây ăn quả, cây dâu tầm và cây dược liệu các loại đều tăng diện tích và năng suất trên cơ sở chuyển đổi từ diện tích cây trồng. Thưa quý bà con, song song với các giải pháp trên, ngành nông nghiệp Lâm Đồng phối hợp với các ngành chức năng khác ở địa phương để xây dựng thành lập mới 53 hợp tác xã, 33 tổ hợp tác, nâng lên tổng số đơn vị hợp tác xã và tổ hợp tác lần lượt là 280 và 303. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ở nông thôn Lâm Đồng đạt từ 64 đến 65 triệu đồng, giảm nghèo với tỷ lệ chung từ 1,5% đến 2%. Riêng tỷ lệ vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo từ 2 đến 3%. Và chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, cà phê bền vững là hướng đến sự phát triển năng suất, sản lượng và chất lượng cao, vừa đảm bảo các yếu tố về môi trường cảnh quan, góp phần hạn chế mất rừng. Đây là lý do dự án hợp tác phát triển vùng cảnh quan cà phê bền vững được chọn triển khai ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh. Tân Nghĩa là địa phương duy nhất ở Lâm Đồng đã được chọn thí điểm triển khai dự án. Hiện xã có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 3.500 hecta, trong đó diện tích gieo trồng 2.900 hecta, riêng cà phê chiếm 2.700 hecta. Năng suất cà phê ở đây trung bình đạt 3 tấn trên 1 hecta. Đến nay, dự án đã chọn khoảng 30 hecta với 50 hộ dân thực hiện. Hướng đi này cũng nhằm khẳng định chứng chỉ thương hiệu của một loại nông sản, lành mạnh hóa việc cung ứng, ổn định về giá cả. Liên tục chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về sản xuất và thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thương lái mua ớt sừng với giá dao động từ 7 đến 10.000 đồng một ký. Tuy nhiên, nhờ thị trường tiêu thụ mạnh, trong đầu tháng 4 năm 2019, ớt sừng tăng giá nhảy vọt từ 10.000 đồng một ký lên đến 40.000 đồng một ký. Theo tính toán của một số hộ canh tác ớt sừng trên địa bàn huyện Đơn Dương, mỗi sào cho thu khoảng 1 tấn ớt sừng, mang lại thu nhập 40 triệu đồng một lần thu. Nếu giá ớt ổn định như hiện nay, thì đối với mỗi hộ trồng 5 sào ớt sừng sẽ cho thu nhập gần 1 tỷ đồng. Nhiều hộ nông dân ở huyện Đơn Dương đã có thu nhập một vụ ớt lên đến hàng trăm triệu đồng. Cũng liên quan đến tình hình tiêu thụ nông sản, nhưng lại là một thông tin kém vui. Thưa quý vị, vào thời điểm này, nhiều hộ dân ở các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang bước vào mùa chính vụ thu hoạch dứa. Tuy nhiên, so với thời điểm năm ngoái, giá dứa hiện nay đã giảm rất mạnh, khiến các nông hộ lao đao. Gia đình anh Lê Văn Sĩ, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, có hơn 2 hecta dứa đang vào mùa thu hoạch. Đây là cây trồng chủ lực của gia đình anh Sĩ nhiều năm qua. Nếu như năm ngoái, ở thời điểm này, giá dứa là 6.000 đồng một ký, thì nay đã giảm một nửa.
Tuy nhiên, đó là với dứa loại 1, còn loại 2, loại 3 giá chỉ còn từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký. Theo ước tính, năm ngoái gia đình anh lãi được gần 100 triệu đồng. Năm nay thì coi như phải chấp nhận lỗ nặng với giá bán như cho. Do là các công ty ấy và các doanh nghiệp ấy là năm nay thu mua là ít, không như các năm trước. Thì người dân là chỉ đủ vốn, đủ tiền phân, tiền lân thôi. Chứ còn là không có lãi thì không có tiền công. Nhiều nông dân trồng dứa ở xã Tân Thắng cũng cho biết năm nay giá dứa xuống thấp, bà con thiệt hại nặng nề. Ngoài nhập cho thương lái, nhiều người dân phải mang dứa ra chợ hay xuống đường bán cho khách. Nhiều diện tích thương lái không đến mua như dự kiến, khiến dứa bị hư hại phải bỏ lại ngoài đồng. Quỳnh Lưu là huyện trồng dứa lớn nhất tỉnh Nghệ An. Năm nào giá dứa ổn định thì bà con phấn khởi, còn không, điệp khúc được mùa mất giá xảy ra thường xuyên. Thưa quý bà con, có nhiều nguyên nhân khiến giá dứa xuống thấp. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính là do người dân ồ ạt trồng dứa, phá vỡ quy hoạch vùng trồng của địa phương, mặc dù trước đó chính quyền đã có khuyến cáo. Thưa quý vị và quý bà con, một thông tin khác đến từ câu chuyện sản xuất của bà con tỉnh Gia Lai. Cây thuốc lá vốn được xem là cây trồng chủ lực giúp nhiều nông dân tại huyện Krông Ba, tỉnh Gia Lai xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng bước vào vụ thu hoạch thuốc lá năm nay, thay vì niềm vui bội thu như mọi năm, bà con phải đối mặt với nhiều khó khăn khi cây trồng này giảm sút cả về năng suất, chất lượng thuốc lá do thiên tai và bệnh hại. Nếu như mọi năm, trên diện tích 2 hectare thuốc lá này, anh Nguyễn Văn Nghiệp đều thu trung bình 7 tấn lá tươi. Thế nhưng bước vào vụ thu hoạch năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai cộng với một số bệnh hại bùng phát, nhất là bệnh đốm lá, khiến cho năng suất thuốc lá giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 4 tấn. Theo tính toán của anh Hiệp, ngoài năng suất giảm thì chất lượng thuốc lá không tốt như hiện nay. Nếu thương lái hoặc nhà máy thu mua cao lắm, cũng chỉ khoảng 40.000 đồng một ký khô loại tốt, trong khi mọi năm là từ 50 đến 55.000 đồng một ký. Nó nổ này thì nó nhẹ ký. Sản lượng như thế thì đời sống nông dân hôm nay thì cũng chật vật. Huề vốn là mừng rồi, chứ đừng nói lời. Trong ba là địa phương có diện tích cây thuốc lá lớn nhất tỉnh Gia Lai với hơn 2.000 hectare, tập trung nhiều nhất tại các xã Phú Cần, Chư Gu, Chư Căm, Ua. Và đây cũng là cây trồng chủ lực giúp nhiều nông dân xóa đói giảm nghèo. Ngoài năng suất và chất lượng giảm mạnh trong vụ thu hoạch này, thì theo tìm hiểu, thời tiết diễn biến phức tạp và bệnh hại trên cây trồng bùng phát cũng đã khiến cho hơn 300 hectare thuốc lá của người dân bị chết. Liên tục chương trình, hiệu quả từ mô hình sản xuất sạch biến những vùng đất cát bạc màu thành những vườn rau xanh mướt. Chuyện nhà nông, du lịch canh nông thu hút du khách đến với thành phố ngàn hoa, góp phần tăng trưởng du lịch. Thưa quý bà con, rau sạch ngày càng có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều nông dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã lựa chọn sản xuất sạch để tăng hiệu quả kinh tế hơn. Hiện tại, Hợp tác xã Rau An Toàn, xã Long Thuận đang tất bật thu hoạch hoa màu sạch, trồng trong nhà màng để phục vụ thị trường, chủ yếu là các loại rau ăn lá, giá bán cao hơn bên ngoài, khoảng 2.000 đồng mỗi ký tùy loại. Mỗi ngày, Hợp tác xã Rau An Toàn xã Long Thuận cung cấp ra thị trường trên 150 kg rau sạch, trồng theo công nghệ cao. Theo tính toán của Hợp tác xã, với 1.000 m2 nhà màng sẽ cho thu hoạch 3 tấn rau sạch trên một vụ, thu lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng, cao hơn 40% so với canh tác truyền thống. Hiệu quả cao là nhờ rau trồng trong nhà màng, được kiểm soát dịch bệnh, hạn chế chi phí thuốc bảo vệ thực vật và giá bán cũng cao hơn. Toàn xã Long Thuận hiện có 289 hectare chuyển sang sản xuất rau, riêng diện tích rau An Toàn trên 160 hectare. Cũng liên quan đến sản xuất rau sạch, câu chuyện sau đây chúng tôi ghi nhận một mô hình sản xuất mới tại một địa phương miền Trung. Thưa quý vị và bà con, là một xã bãi ngang ven biển, đất cát khô cằn, bạc màu, nên người dân ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ thường canh tác rau màu kém hiệu quả, thậm chí phải bỏ đất trống. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, từ khi được Hội Nông dân xã tổ chức lớp học nghề trồng rau sạch, người dân đã biến những vùng đất cát bạc màu thành những vườn rau xanh mướt, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình. Có hơn 30 năm trong nghề trồng rau, nhưng bà Thiều Thị Dư ở thôn Du Quang, xã Phổ Quang luôn gặp khó khăn khi canh tác rau trên đất cát khô cằn. Tuy nhiên, từ khi tham gia lớp học trồng rau sạch do Hội Nông dân xã tổ chức, sau đó áp dụng, bà Dư rất phấn khởi vì rau phát triển tốt và cho năng suất cao gấp 2 đến 3 lần so với trước đây. Cô có đi học ở ủy ban xã, nhà nước cho giống, cho phân, bà cách làm rau sạch,
nước nhờ nhà nước bà cho nên làm rau tốt, quá tốt. Làm đâu được đó chứ không có hư. Trước đây không biết, làm hư biết. Nhưng bây giờ biết cách làm rồi, thì rau sạch quá đẹp. À, đi bón cũng đét lắm, bà con phá mua lắm. Rồi bón đâu hết đó, nhà cũng được trăm mấy ngàn. Từ 30 hộ tham gia trồng rau sạch ban đầu, đến nay đã có hơn 100 hộ dân xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ trồng rau sạch. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật và phương pháp trồng rau sạch trên đất cát mà người dân ở đây đã thay đổi những vùng đất bạc màu, hoang hóa thành những vùng rau xanh ngát, đem lại nguồn thu nhập khá, cải thiện đời sống. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Thưa quý vị và bà con, 483 tấn, đây là con số ước tính xuất khẩu cà phê trong 3 tháng đầu năm 2019. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính chung 3 tháng đầu năm, ước tính xuất khẩu 483 tấn cà phê, tương đương 840 triệu USD, giảm 15,3% về lượng và giảm 23,8% về kim ngạch so với cùng kỳ. Tính trung bình 3 tháng đầu năm, giá cà phê xuất khẩu đạt 1.739 USD một tấn, giảm 10% so với cùng kỳ. Các nước khối EU là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cà phê của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, chiếm trên 44,4% trong tổng lượng và chiếm 42% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 140.813 tấn. Theo đại diện Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, thị trường cà phê đang chịu áp lực bởi các nhà đầu tư. Họ tìm cách ép giá cà phê xuống và tạo thông tin cho rằng Việt Nam và Brazil được mùa. Do thị trường có nhận định theo hướng đó, nên các nhà đầu tư tài chính trên sàn ép giá thị trường xuống. Đó là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến giá cà phê. Nếu thực tế cà phê bị mất mùa, nông dân sẽ không bán ra thì cung sẽ không đủ cầu và xu hướng thị trường sẽ quay đầu tăng giá. Nhiều khả năng vào giữa năm nay giá cà phê sẽ tăng trở lại. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, với lợi thế là vùng trồng rau sạch lớn của cả nước, thời gian gần đây tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra chủ trương gắn kết nông nghiệp với du lịch. Nhiều mô hình du lịch canh nông ra đời đã phát huy hiệu quả, đồng thời mở hướng đi mới trong việc thu hút du khách đến với thành phố ngàn hoa. Làng hoa Vạn Thành, một trong những vùng sản xuất nông nghiệp lớn, trong đó có các mô hình du lịch canh nông của thành phố Đà Lạt. Du khách không chỉ chiêm ngưỡng hay là chụp hình với nhiều loài hoa đẹp, mà còn rất thích thú những vườn rau thủy canh. Tại vì cái màu xanh của rau thì mình thấy là cái màu xanh nó cũng rất là tuyệt. Màu hoa thì cũng rất là tuyệt, nhưng mà cái màu xanh đó đầy sức sống. Đến với các nông trại hoa, rau, không những chỉ ngắm, thưởng lãm, du khách còn rất hào hứng khi trực tiếp trải nghiệm thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp. Ngoài việc tham quan các cái vườn hoa, vườn rau củ sản xuất thực tế tại trang trại thì chúng tôi cũng có những cái chương trình mà thuyết minh hoặc là trải nghiệm qua một ngày làm nông thực tế tại trang trại, nhất là đối với cái công nghệ trồng rau thủy canh này cho các cái em học sinh hay là các cái sinh viên. Nhu cầu thực tế phát triển mô hình du lịch canh nông rất lớn, đã góp phần cho cái lượng du khách hàng năm đến từ 800 lượt đến 1 triệu du khách và đã mang lại những hình ảnh về cái trải nghiệm và cái góp phần cái những quảng bá những cái công nghệ mới, trình độ tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp để thu hút lượng du khách đến ngày càng đông. Năm 2018, Lâm Đồng đón hơn 6,5 triệu lượt khách. Góp phần vào thành công này phải kể đến sự hình thành các mô hình du lịch canh nông với nhiều cách làm sáng tạo, mới mẻ. Và chính thông qua du lịch canh nông, các cơ quan quản lý nhà nước và các công ty lữ hành nắm được nhu cầu của du khách để hoàn thiện sản phẩm độc đáo mà không phải tốn nhiều chi phí. Thưa quý bà con, toàn tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực hoàn thiện cho 35 mô hình điểm về du lịch canh nông. Các địa điểm này được gắn kết với phần mềm du lịch, không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ khi đến với Đà Lạt, mà còn góp phần rất lớn thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển trong năm 2019 và thời gian tới. Nội dung trên cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.